Hãy tìm màu hình có màu xanh lá cây. Xanh lá là màu vàng và màu xanh dương kết hợp lại. Hãy đổ nước đầy bình. Dặn nước. Cái bình này bị lủng rồi. Bịt nó lại. Lấy ngón tay bịt nó lại. Hãy dập tắt đám cháy. Lấy bình cứu hỏa. Nước ít quá, lấy bình cứu hỏa dập nó. Số còn thiếu là số mấy? Các bạn xoay ngược cái điện thoại lại sẽ thấy số cần tìm. Số cần tìm là số 87. Hãy giải cứu chú mèo. Chú mèo bị nhốt trong lồng. Lấy cái lồng ra.